lên bờ luôn. Rồi đi, nó đi nhà ra ngoài. Dính. Lên. Rồi, chào tất cả mọi người ha. Thì chiều hôm nay thì mình tiếp tục đi câu cá lóc nữa. Hôm nay mình đi với sư phụ. Đây, sư phụ mình đang đứng góc mình đó. Rồi, hôm nay mình cũng bại xài bộ combo cũ hả cả nhà ha. Cần galot, máy bờ lô bia 5000. Hôm nay mình quýnh một lưỡi ở trứng rùa ha. Đây, lưỡi nhỏ thôi, đi nhá nhỏ. Này cá này không được lớn lắm, mình đi cái nhỏ bắt. Rồi, chiến cả nhà ơi. Rồi, đó là cái này. Rồi đi, nó đi nhà ra ngoài. Dính. Đây. Tháo cá cái này ha. Cá này vô vô nhỏ mà. Rồi, dướng luôn. Nhéo. Rồi, lấy nhớ cái này cả nhà ơi. Được rồi. Lên bờ luôn. Bú bình. Thank you.
Rồi, đó rồi. Rồi, đó rồi. Lên. À, con này cũng được. Nãy giờ chưa gặp cá lớn ta. Ăn bú bình nhiều. Đó rồi. Rồi giờ cũng 6 giờ cả nhà ơi. Thầy trò mình chắc cũng cần về quá ha. Nay mớm rồi cả nhà ơi. Để giờ mình báo cá cái về ha cả nhà ha. Bùm.
Hú vô. Rồi. Đây thành quả được có 5 con cả nhà ơi. 5 con cả hai lạng rồi. Lạng mấy à? Đây hết cá rồi, kiếm cá khó quá. Không câu buổi chiều được như đây cũng được. Cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Đã có cá hơi nhỏ. Đây cá của mình ha. Cá bự hơn chút, ba con. Rồi nếu các bạn thấy hay thì cho một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha bạn. Giờ cá mắm câu khó quá cả nhà ơi. Mắm giờ anh em ơi. Chứ câu ngày có ngày này ngày kia chứ đâu phải câu ngày cũng có cá nhiều đâu. Mắm giờ anh em ơi. Kiếm ra khó khăn quá cả nhà ơi. Đi cho nó giảm mỡ anh em ơi. Mỡ nhiều quá. Rồi, chào cả nhà về chú Bùi. Chào anh em nha. Nay mớm rồi. Rồi hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo. Chào cả nhà.